Xin chào quý vị, tiếp tục trở lại với chuyên mục thử xe của chương trình Xe và Xu hướng ngày hôm nay. Thưa quý vị, vào đầu tháng 1 vừa qua, chương trình đã có dịp giới thiệu đến quý vị một mẫu xe mới ra mắt tại thị trường Việt Nam, đó chính là mẫu Mitsubishi Xforce. Có thể nói đây là một cái mẫu xe thuộc phân khúc B-SUV được rất là nhiều khách hàng Việt Nam chờ đợi trong thời gian vừa qua. Khách hàng tại Việt Nam chờ đợi mẫu xe này cũng hoàn toàn có lý do, bởi vì như quý vị biết, đây là một cái mẫu xe rất là mới được ra mắt và để phục vụ cho cái nhu cầu sử dụng của khách hàng tại khu vực Đông Nam Á nói chung, đặc biệt là tại thị trường Việt Nam. Có thể nói đây là cái chiếc xe được Mitsubishi Việt Nam rất là kỳ vọng, tương tự như là chiếc Xpander ra mắt cách đây hơn 4 năm. Và trước khi đến với cái chương trình trải nghiệm nho nhỏ để cầm lái cũng như là để thử những cái tính năng, những cái công nghệ đặc biệt trên chiếc xe này do Mitsubishi Việt Nam tổ chức dành cho giới truyền thông trong tuần qua, thì xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi sơ lược, chúng ta cùng điểm lại những cái điểm rất là nổi bật ở phần thiết kế ngoại thất cũng như là những cái tính năng nổi bật ở phần nội thất của chiếc xe này. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Thiết kế theo ngôn ngữ Dynamic Shield vốn là một cái ngôn ngữ thiết kế rất là đặc trưng trên những chiếc xe Mitsubishi hiện nay, và Mitsubishi Xforce cũng không ngoại lệ. Như quý vị thấy, thiết kế rất là hàm hố, rất là mạnh mẽ, đặc biệt là ở phần đầu xe. Nhìn phần đầu xe là chúng ta có thể nhận ra ngay đây chính là thiết kế theo ngôn ngữ Dynamic Shield của những chiếc xe Mitsubishi. Với chiếc Xforce mới, một chiếc xe thuộc phân khúc B-SUV, thì cái thiết kế này, thiết kế theo ngôn ngữ Dynamic Shield này, nó càng đậm nét hơn. Cụm đèn chiếu sáng phía trước với dải đèn LED chiếu sáng ban ngày hình chữ L, cũng như là cả cụm đèn được thiết kế theo hình chữ T, nhìn rất là đặc trưng. Rồi lưới tản nhiệt cản trước cũng như là những cái hốc ở phía dưới này, như quý vị nhìn, nó có cái chiều sâu, nó làm cho cái chiếc xe, cái phần cản trước của chiếc xe mạnh mẽ, nhìn rắn rỏi và cứng cáp, cũng như là rất là đậm chất thể thao. Cái tính thể thao của chiếc Mitsubishi Xforce mới còn được thể hiện ở cái phần thiết kế bên hông xe. Như quý vị thấy, nó có rất là nhiều chi tiết nhấp nhô, cũng như là những cái đường gân, những cái hốc, cũng như là những cái phần mà thiết kế nó nhô lên, nó làm cho cái chiếc xe rất là mạnh mẽ và rắn rỏi. Mâm xe cỡ lớn với kích thước 18 inch, có thể nói đây cũng là một cái chi tiết rất là đặc biệt ở trên chiếc Xforce mới. Cái mâm xe cỡ lớn 18 inch như vậy, nó cũng giúp cho cái việc di chuyển của chiếc xe, đặc biệt là đối với một cái chiếc xe SUV này, nó vận hành trên những cái điều kiện địa hình khác nhau một cách tốt nhất. Xforce tại Việt Nam có 4 phiên bản. Phiên bản thấp nhất là phiên bản GLX, phiên bản kế là phiên bản Exit, phiên bản kế đó là phiên bản Premium, và đây như quý vị thấy, đây chính là phiên bản Premium. Phiên bản cao nhất là phiên bản Ultimate. Nhìn chung là thiết kế ngoại thất nó cũng không khác nhau nhiều lắm, không khác nhau nhiều lắm. Ở phiên bản cao nhất so với những phiên bản còn lại thì nó khác nhau ở những cái trang bị cũng như là những cái công nghệ tính năng trang bị trên chiếc xe. Phần thiết kế đuôi xe như quý vị thấy nhìn cũng rất là ấn tượng và đặc biệt, đúng không ạ? Nó vẫn có những cái đường gân, những cái đường dập nổi ở hai bên, cũng như là cái đường gân ở phần đuôi xe. Nó làm tăng thêm cái tính nhận diện của cái phần đuôi xe chiếc xe này, cũng như là tăng tính thể thao mạnh mẽ, rắn rỏi, cứng cáp cho chiếc Xforce mới. Cụm đèn hậu phía sau được thiết kế theo dạng T-shape hình chữ T, cho đồng nhất với cái cụm đèn T-shape của cái cụm đèn chiếu sáng phía trước, nhìn cũng rất là đặc trưng và hiện đại nữa. Cửa sau của chiếc xe này được đóng mở bằng điện, và trên phiên bản cao nhất thì có tích hợp cái chức năng mở cốp rảnh tay nữa. Và thưa quý vị, bên trong của cái chiếc cửa sau này đó là một cái khoang hành lý rất là rộng rãi trên chiếc Xforce, một chiếc B-SUV. Và với khoang hành lý này, tôi thấy cái chiều ngang của nó cũng tương ứng với cái kích thước của chiếc xe, nó rộng về phía ngang, và khi mà gập cái hàng ghế thứ hai lại thì không gian nó sẽ còn rộng hơn nữa, và chúng ta có thể tùy nghi sắp xếp những cái hành lý ở phía sau để tối đa cái dung tích của khoang hành lý này, rất là rộng thưa quý vị.
Và ngay bây giờ mời quý vị cùng với chúng tôi, chúng ta bước vào bên trong khoang nội thất của chiếc xe này để chúng ta khám phá những cái điểm nhấn về thiết kế cũng như là những cái tiện nghi, cái tính năng ở phía bên trong nội thất của chiếc Mitsubishi S-Fox mới này nha. Mời quý vị. Khi mà tôi bước vào bên trong chiếc xe này, cái điều ấn tượng đầu tiên của tôi là cái cảm giác, cái không gian nó rất là rộng rãi. Ngôn ngữ thiết kế của cái phần nội thất này cũng rất là đặc biệt. Theo triết lý thiết kế Horizontal Axis, đây có thể nói là cái triết lý thiết kế nhận diện mới nhất của Mitsubishi cho các cái thế hệ sản phẩm tương lai. Cái triết lý thiết kế mới này nó thể hiện rất là cụ thể ở cái những cái chất liệu, cái vật liệu được thiết kế cho cái phần nội thất của chiếc xe này, đặc biệt là cái thiết kế bảng táp lô nó theo cái phương ngang. Màn hình thông tin giải trí ở phía bảng táp lô trung tâm có kích thước 12,3 inch rất là lớn và nó hoàn toàn cảm ứng. Bên trong cái màn hình này nó tích hợp rất là nhiều chức năng mà chúng ta có thể điều chỉnh bằng cảm ứng. Rồi bên cạnh đó là cái màn hình thông tin có kích thước 8 inch cũng hoàn toàn bằng kỹ thuật số. Và đặc biệt hơn nữa là ở cái màn hình thông tin này nó cũng hiển thị những cái hình ảnh, hiển thị những cái hình ảnh rất là sinh động. Ngoài ra một cái điểm rất dễ nhìn thấy khi bước vào khoang nội thất của chiếc xe này đó chính là cái vật liệu được trang trí và được sử dụng ở trên bảng táp lô, đó chính là chất liệu vải mê lăng. Chất liệu vải này thứ nhất nó làm cho chiếc xe nó sang trọng hơn, cái thứ hai nữa là nó có thể dễ để vệ sinh, dễ dàng để vệ sinh khi mà nó bám bẩn. Chiếc xe này thì được trang bị cái hệ thống điều hòa hai vùng, đi cùng với đó là cái công nghệ NanoX mới nhất, công nghệ khử khuẩn cũng như là công nghệ làm sạch không khí ở trong khoang cabin, giúp cho chiếc xe thông thoáng và sạch sẽ. Một cái điểm cộng khác ở trên chiếc xe Mitsubishi S-Fox mới này đó là cái không gian cũng như là các cái vị trí để đồ rất là nhiều, theo tôi thấy mang đến sự tiện dụng, tiện lợi cho hành khách khi mà ngồi trên xe. Và thưa quý vị, rất đặc biệt nữa, lần đầu tiên S-Fox được trang bị hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium. Hệ thống âm thanh này được trang bị trên phiên bản cao nhất là phiên bản Ultimate. Có thể nói đây là kết quả của sự hợp tác giữa Mitsubishi Motor và tập đoàn Yamaha. Chiếc xe này cũng được trang bị cái nút khởi động Start Stop, được đặt phía dưới bệ trung tâm. Quý vị thấy phía dưới là cái nút bấm Remote, điều chỉnh các chế độ lái khác nhau. Thì chiếc xe này nó có 4 chế độ lái khác nhau. Khi mà quý vị điều chỉnh những cái chế độ lái khác nhau thì ở trên màn hình nó cũng xuất hiện cái hình ảnh của từng chế độ lái cũng rất là sinh động. Phanh tay điện tử và chế độ giữ phanh tự động cũng được trang bị với những cái nút bấm ở phía dưới bảng điều khiển trung tâm. Bây giờ mời quý vị cùng với tôi, chúng ta bước ra cái hàng ghế thứ hai để chúng ta trải nghiệm cái hàng ghế thứ hai này nó rộng rãi và tính tiện nghi như thế nào nha. Mời quý vị. Cái hàng ghế thứ hai rất là rộng và theo tôi thấy cái phần ở giữa này nó có cái khoảng có cái kích thước cũng rất là rộng, như vậy chúng ta có thể ngồi 3 người rất là thoải mái ở hàng ghế thứ hai này. Quý vị có để ý cái khoảng để chân khi tôi ngồi ở hàng ghế thứ hai này so với cái hàng ghế trước còn rất là rộng, cái khoảng rất là rộng. Cửa gió cho hàng ghế thứ hai, hai cổng sạc, cổng tay A và cổng tay C cho hàng ghế thứ hai. Khi mà chúng ta không ngồi hết 3 người đó, chúng ta có thể hạ cái bệ tì tay xuống để chúng ta gác tay. Và cái điểm đặc biệt mà tôi muốn nói đến quý vị ở đây đó chính là khi mà chúng ta hạ cái bệ tì tay xuống thì nó sẽ có một cái khoảng trống ở hàng ghế thứ hai này so với những mẫu xe khác thì chúng ta thấy nó liền nhau đúng không ạ? Cái điểm này nó cũng rất là tiện dụng bởi vì khi mà chúng ta để đồ phía sau mà chúng ta cần phải quay người ra để chúng ta lấy đồ phía sau đó thì với cái khoảng trống này nó cũng rất là thuận tiện, rất là tiện lợi và thoải mái. Và thưa quý vị, bây giờ mời quý vị cùng với chúng tôi cầm lái để trải nghiệm những cái tính năng như là một số công nghệ được trang bị trên chiếc Mitsubishi S-Fox mới này. Nhưng trước tiên mời quý vị cùng với chuyên gia của gặp gỡ chuyên gia của Mitsubishi
motor để nghe các cái chuyên gia họ chia sẻ về những cái điểm rất là nổi bật về công nghệ ở trên chiếc xe X-Fox mới này. High ground clearance for consider Vietnam market. Khoảng sáng gầm xe cao dành cho thị trường Việt Nam. Khoảng sáng gầm xe cao cho phép di chuyển thuận tiện trên các địa hình gập ghềnh, gồ ghề cũng như vượt qua đoạn đường bất ngờ như là vỉa hè. Thứ hai đó là chế độ lái. Chúng tôi có 4 chế độ lái là đường bình thường, đường ngập nước, đường sỏi đá và đường bùn lầy. 4 chế độ này được nghiên cứu dựa trên yêu cầu của thị trường ASEAN cũng như nhiều người lái trong khu vực. Tiếp theo đó, chúng tôi có màn hình giải trí IVI kích thước lớn với nội dung, công dụng đa dạng giúp không chỉ người lái mà các hành khách trên xe đều có thể tận hưởng. Tiếp đó, chúng tôi có không gian bên trong xe rộng rãi hàng đầu phân khúc, kể cả hành khách trên hàng ghế sau cũng cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Cuối cùng, chúng tôi có ngăn làm mát. Tại vị trí để tay, một ngăn làm mát thiết kế đặc biệt bảo quản đồ uống với nhiệt độ 10 độ C. Đây là tính năng khách hàng Việt Nam sẽ yêu thích. So drink can keep almost 10 degrees always. It's really comfortable for Vietnam people. Và thưa quý vị, bây giờ mời quý vị cùng với chúng tôi cầm lái để trải nghiệm những cái tính năng cũng như là một số công nghệ được trang bị trên chiếc Mitsubishi X-Fox mới này. Thưa quý vị, chiếc xe này thì được trang bị động cơ 1.5 lít, công suất cực đại của nó là 105 mã lực tại vòng tua cực đại là 6.000 vòng một phút. Mô men xoắn là 141 Nm tại vòng tua 4.000 vòng một phút. Như các chuyên gia có chia sẻ thì chiếc xe này nó có 4 chế độ lái khác nhau, đó là chế độ bình thường, chế độ đường ngập nước là wet mode, rồi chế độ đường sỏi đá và chế độ đường bùn lầy. Thì trong cái đợt trải nghiệm lần này thì chúng tôi cũng đã cầm lái chiếc xe này để trải nghiệm trên các cái loại đường khác nhau. Một cái điểm cũng rất là đặc biệt nữa là chiếc xe này nó được trang bị cái tính năng AQC, công nghệ AQC đó, là cái công nghệ kiểm soát vào cua chủ động. Kết hợp với công nghệ này đó là khi mà chúng tôi lái xe trên một cái sa hình mô phỏng ở đường gặp nước đó, thì với cái chế độ wet mode cũng như là cái chế độ AQC này thì chiếc xe nó hoạt động rất là hiệu quả và cái bám đường khi vào cua nó cũng rất là chắc chắn. Như quý vị thấy đó, hình ảnh chúng tôi trải nghiệm cái tính năng AQC như là cái chế độ lái wet mode. Và có thể nói đây là một cái chế độ lái lần đầu tiên được Mitsubishi trang bị trên chiếc xe X-Fox mới này. Và hiện giờ thì chúng tôi đang điều khiển chiếc xe qua cái cung đường gồ ghề đó. Đường gồ ghề thì chúng tôi chuyển sang chế độ đường sỏi đá thì chiếc xe hoạt động rất là mạnh mẽ. Tiếp tục là cái bài lái để trải nghiệm khả năng lên xuống dốc của chiếc xe X-Fox mới. Khi mà quý vị lái những cái chiếc xe ở những cái cung đường dốc thì chúng ta thường ở tâm lý chúng ta rất là sợ, đúng không ạ? Nhưng mà trên chiếc xe X-Fox mới này nó còn có một cái màn hình nó hiển thị những cái góc nghiêng khi mà chúng ta lái xe ở những cái cung đường nó có độ nghiêng đó. Thì với cái màn hình sẽ thông báo cái độ nghiêng thì chúng ta dễ theo dõi là cái chiếc xe của mình nó đi qua cái cung đường nó có độ nghiêng như thế nào. Thưa quý vị, quả thật là với một cái chiếc xe ở phân khúc B SUV như là X-Fox mới này có khá là nhiều những cái công nghệ như là tính năng rất là thú vị mà có thể là chúng tôi không thể nào mà chuyển tải hết đến quý vị với cái thời lượng của chương trình như thế này. Hy vọng là trong thời gian tới nếu quý vị quan tâm, quý vị thích chiếc xe này thì quý vị có thể đăng ký lái thử để chúng ta có thể trực tiếp trải nghiệm cái công nghệ này. Chiếc xe này thì nó có cái khoảng sáng gầm xe cũng khá là lớn, nó là 222mm. Thì như vậy cũng khá là lớn, chính vì vậy mà nó cùng với các cái chỉ số của gốc thoát cũng như là gốc tới phía trước cũng khá là lý tưởng. Chính vì vậy mà nó giúp cho chiếc xe có thể là vượt qua những cái cung đường khó, những cung đường gồ ghề một cách rất là dễ dàng. Cái khả năng tăng tốc cũng rất là tốt.
Đi cùng với đó là cái hộp số vô cấp CVT, đi cùng với cái động cơ 1.5 lít như chúng tôi có giới thiệu, thì chiếc xe hoạt động rất là, mặc dù là êm ái nhưng mà rất là mạnh mẽ. Trên Mitsubishi X-Force mới, Mitsubishi cũng đã cải tiến cái hệ thống khung gầm cũng như là những cái vật liệu cách âm được gia cố thêm cho cái phần thân xe đó, giúp cho chiếc xe nó đỡ ồn hơn cũng như là cái hệ thống treo nó hoạt động hiệu quả hơn. Thưa quý vị, khả năng tăng tốc của chiếc X-Force mới cũng rất là ấn tượng. Tuy là sử dụng cái hộp số vô cấp CVT nhưng mà khi mà tăng tốc thì cái hộp số cũng như cái động cơ nó hoạt động cũng như là nó chuyển số giống như là một cái chiếc xe có cái hộp số 8 cấp vậy. Đó cũng là một cái rất là đặc biệt trên mẫu xe X-Force mới mà Mitsubishi giới thiệu. Thưa quý vị, trên chiếc X-Force mới này thì những ai mà yêu thích công nghệ đó, chúng ta cũng có thể trải nghiệm một cái màn hình rất là đặc biệt là Avionics. Nó cũng mô phỏng theo cái màn hình, cái bảng đồng hồ, màn hình hiển thị của hàng không trên máy bay. Thì ở trên cái màn hình này đó, cách hiển thị rất là mới đúng không ạ? Quý vị nhìn rất là lạ so với những cái mẫu xe khác. Trên đây nó hiển thị rất là nhiều thông số để mình có thể mình theo dõi về cái hoạt động của chiếc xe cũng như là những cái thay đổi, những cái chỉ số báo thông báo về cái lúc mà chiếc xe nó vận hành, cũng rất là thú vị. Thưa quý vị, một cái điểm tôi cũng rất là thích ở trên chiếc X-Force mới này đó là cái tính năng gọi là cho điểm. Thì như quý vị thấy nó có ba cái chỉ số đánh giá điểm của cái người lái đó trên xe, khả năng đánh lái này, khả năng tăng tốc cũng như là cái quá trình đạp phanh của người lái đó, thì nó có những cái chỉ số khác nhau, rồi sau đó nó sẽ tính toán và nó sẽ đưa ra cái con số để nó đánh giá được cái kỹ năng lái xe của người tài xế. Đây không phải là đánh giá là người tài xế lái hay lái dở hay là lái như thế nào, mà là đánh giá theo cái tiêu chí của những người ngồi trên xe. Tức là những cái con số này, thông qua những con số này sẽ biết là những người ngồi trên xe họ có thoải mái hay không, họ có thú vị, họ có dễ chịu hay không, nhờ những cái con số này. Thưa quý vị, những trải nghiệm vừa rồi đã mang đến cho chúng tôi có những cái cảm giác rất là thú vị về chiếc xe mới Mitsubishi X-Force mới này. Và thưa quý vị, nếu quý vị thích chiếc xe này, có quan tâm, muốn tìm hiểu thì quý vị có thể đến đăng ký để chúng ta lái thử, để chúng ta có những cái cảm nhận, những cái đánh giá rõ hơn về những cái công nghệ, những cái tính năng vận hành của chiếc xe này. Và như vậy thì thưa quý vị, với một chiếc xe PSUV với thiết kế rất là đẹp, nhiều công nghệ, nhiều tính năng nhưng giá bán lại rất là hợp lý, hy vọng rằng chiếc xe này trong thời gian tới sẽ chinh phục khách hàng tại Việt Nam. Và theo chúng tôi được biết thì những chiếc xe đầu tiên sẽ được giao tới khách hàng là trong tháng 3 này. Hy vọng là quý vị, những khách hàng đầu tiên sở hữu chiếc xe này sẽ cảm nhận được những cái thế mạnh như là những cái ưu điểm, những cái cảm giác rất thú vị mà chiếc xe này mang lại. Và đến đây thì chúng tôi xin khép lại chuyên mục thử xe cũng như khép lại chương trình xe và xu hướng tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.